Thắng là một nông dân nghèo ở tuổi thanh xuân. Cụ là một người phụ nữ dịu thành. Hiện nay các con của cụ đều là những người công dân lương thiện. Cụ Maria Đinh Thị Hằng kính mến, xã hội, cộng đồng rất mong sự trường sinh của cụ, nhưng với quy luật sinh tử không ai có thể khác được. Mọi người hôm nay trong buổi lễ tang của cụ, xin cho linh hồn cụ Maria được sớm về với Chúa, được an nghỉ đời đời, được hưởng ánh sáng ngàn thu. Thay mặt cho đoàn thể xin gửi lời đáp ơn gia đình của chủ thiếu chủ. Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đoàn Lập, hội người cao tuổi xã Đoàn Lập, các quý đại biểu chính quyền đoàn thể thôn Thiên Đôi, kính thưa ban tánh trương trùm trưởng tân cựu gần xa, trong con cháu nội ngoại, các gia đình thông gia liên gia lối xóm, mẹ tôi cụ Maria Đinh Thị Thắng sinh năm 1915, do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được các thầy thuốc cấp 15 phút ngày 9 tháng 3 năm 2010, tức mùng 5 tháng 2 năm Tân Mão, hưởng thọ 96 tuổi. Suốt cuộc đời 96 mùa xuân sống trên cõi đời. Từ khi mẹ tôi được bị lâm bệnh, các quý cơ quan ban và cùng ban thường trực, ban hình giáo và các cụ, các ông, các bà nội ngoại gần xa phụng viếng, thăm hỏi, chia buồn nỗi đau thương mất mát của gia đình. Hội đoàn giáo xứ Thiên Đôi, quý cụ, quý ông, quý bà, quý khách gần xa, bà con, cô bác, nội ngoại, xóm phố, xóm làng cùng lại đến cầu nguyện gần xa. Đại diện giáo xứ gần các đại diện giáo xứ gần xa, cảm ơn quý cụ, quý ông, quý bà con, cô cháu gần xa đã về tới nhà chỗ ta ra trong điều kiện hoàn cảnh chật hẹp. Một phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát. Nhờ 10 năm Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh và cho cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Chúa trong sách khôn ngoan, người công chính dù có chết lo cũng vẫn được an nghỉ từ tuổi thọ đáng kính sợ. Không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi đối với con người. Thank you.
sàng